Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gạo nước thay thế thuốc điều trị cao huyết áp. Ngày xưa, lúc nào cũng khổ sở vì bệnh tật, chỉ bị loãng xương, viêm đa khớp, cả người đau buốt đi không nổi, lên xuống cầu thang là một cực hình đối với chị. Các khớp xương cứng đến nỗi khó khăn khi mặc quần áo, tay nắm lại không được. Chị phải uống thuốc, tập yoga và chườm nóng muối rang, mong cho đỡ phần nào. Chị bị tăng huyết áp, mỡ trong máu, chị bị stress nặng vì chuyện buồn gia đình. Căng thẳng làm chị mất ngủ, thường thức trắng đêm đến 4-5 giờ sáng mới chợp mắt được. Người lúc nào cũng mệt mỏi, chán chường, không vui. Chị bị viêm họng hạt hơn 20 năm, đi gặp mưa về nhà bị cảm ngay, ngồi trong máy lạnh phải choàng khăn. Chị thường ho kéo dài hơn 2 tháng, mỗi năm ít nhất bị một đợt. Ho thường xảy ra khi chuyển mùa hoặc vào mùa lạnh. Cùng lúc mang nhiều chứng bệnh như vậy nên mỗi ngày phải uống mười mấy viên thuốc. Bây giờ nghĩ lại thấy giật mình, chị đã khám bệnh ở nhiều bệnh viện, đi đến nhiều bác sĩ uống nhiều thuốc, nhưng bệnh tình cứ nặng hơn, nhiều hơn. Chị luôn còn mong gặp được thầy hai thuốc giỏi để trị bệnh cho mình. Một hôm, chị gặp được phương pháp thực dưỡng trên mạng Internet. Thấy hay hay, chị tìm hiểu và biết được rằng nếu áp dụng thực dưỡng, các bệnh của chị sẽ hết. Sau đó, chị biết đến quán thực dưỡng Khai Minh ở gần nhà chị có phục vụ các món ăn từ gạo lứt và bán các loại thực phẩm theo thực dưỡng. Chị đang cần sử dụng những loại thực phẩm này. Chị đến gặp người chủ quán và trao đổi kỹ những cách thức và kinh nghiệm ăn uống theo thực dưỡng để đẩy lùi những căn bệnh của chị. Sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng, chị bắt đầu thực hiện ăn gạo lứt. Hôm đó là ngày 1 tháng 5 năm 2014, cách nay tròn trềm đã 2 năm rưỡi. Chị ăn theo số 7, chị ăn cơm lứt với muối mè ngay trong 20 ngày đầu. Sau đó ăn thêm một ít rau củ và cá thép nhỏ. Chị áp dụng hướng dẫn 5 ngày bỏ một gốc thuốc. Sau 1 tháng, chị bỏ hẳn thuốc huyết áp cao. Sau 5 ngày, chị ngủ bình thường, giấc ngủ sâu. Đau nhức giảm đi rất nhiều trong 20 ngày đầu. Viêm họng hạt giảm 70%. Trong thời gian đầu, chị tuyệt đối không uống nước đá, không ăn đường và trái cây. Chị nói, rất cảm ơn phương pháp gạo lứt muối mè đã giúp tôi và người nhà qua khỏi các chứng bệnh. Sau 3 tháng ăn gạo lứt, chị đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo sức khỏe đẹp lắm. Và từ đó chị không đến bệnh viện nữa và không uống thuốc nữa cho đến bây giờ. Bây giờ chị đi bộ không biết mệt, ngày xưa đi bộ một chút là cảm thấy đuối rồi. Từ lúc ăn gạo lứt, máu huyết ấm trở lại nên đi mưa đi bơi không bị cảm lạnh nữa. Chị nói gạo lứt giúp mình suy nghĩ mạch lạc, rõ ràng và lái suy nghĩ theo hướng tích cực. Chuyện gì mình cũng muốn nghĩ tốt hơn. Điều này tốt cho mình và cho nhiều người khác nữa. Đầu óc nhẹ nhàng hơn, không muốn mệt nhọc vì phải suy nghĩ nhiều và suy nghĩ rắc rối. Chị bảo chị không còn muốn phán xét ai hết. Phán xét là bảo thủ. Khuyên được thì nói, không được thì không nói. Chị rất thích câu nói, người biết đủ sống thì trong hoàn cảnh nào cũng an vui. Còn người lúc nào cũng thấy thiếu thì khổ mãi. Không lúc nào được vui. Từ lúc ăn gạo lứt, chị lại thích đi học những môn chăm sóc sức khỏe, nên chị đã đi học xoa ấn huyệt, xoa nắng tự nhiên bằng ba sát. Thấy chị hết bệnh, đặc biệt bệnh đau nhức xương khớp, người giúp việc cũng ăn theo để trị bệnh đau nhức. Do đau nhức nhiều nên không làm việc nổi. Chị giúp việc dự định suy nghĩ việc để về nhà dưỡng bệnh. Sau khi ăn gạo lứt, chị giúp việc hết đau nhức và ở lại tiếp tục làm việc cho chị đến tận bây giờ. Người nhà của chị giúp việc bị tiểu đường, u nổi sau lưng sau 49 ngày ăn gạo lứt, hết tiểu đường, giảm cân, hết đau nhức. Chị sẵn sàng chia sẻ phương pháp thực dưỡng cho những ai muốn tìm hiểu. Hai người em gái và mẹ chị 92 tuổi cũng ăn gạo lứt. Một số bạn hàng ở chợ An Đông cũng ăn theo gạo lứt, trong đó có người được hết bệnh thoát vị đĩa đệm. Chị nói, thấy người khác bệnh nhiều cũng khuyên người ta ăn, nhưng tùy duyên, ai ăn được thì nhờ. Chế độ ăn hiện tại của chị là gạo lứt muối mè, thêm ít rau hữu cơ, bắp cải, đậu bắp, bí đỏ như buổi sáng như buổi trưa. Buổi chiều, chị thường ăn chung chút ít với gia đình để hòa cùng không khí ấm áp với chồng con. Hôm nào thấy khỏe chị mới ăn, hôm nào thấy mệt chị không ăn. Chị kiêng hẳn nước đá và đường, thỉnh thoảng chị ăn một ít bánh và một ít trái cây để gọi là. Chị sử dụng nước trà đậu và trà gạo lứt như nước uống thường ngày của chị. Loại nước này giúp ngủ ngon. Trước khi ngủ, chị nhai nhuyễn rồi nuốt một muỗng mè đen rang không muối. Điều này cho chị một giấc ngủ rất ngon, rất sâu. Hôm nào đi ăn tiệc với bạn bè hoặc với đối tác kinh doanh, chị ăn nhiều một chút, về nhà cơ thể báo hiệu ngay bằng mỏi, các khớp. Chị ăn kem chuối và kem dừa, rất là mê. Ăn vào thì thấy cơ thể rưng rức là biết ngay đang bị cảnh báo. Chị hiểu và ăn theo số 7 vài ngày là hết liền. Ngày xưa, mỗi khi dự tiệc là ăn nhiều, bây giờ ăn ít, gấp có vị với mọi người thôi.
đôi lúc ăn ra ăn vào để trải nghiệm và để biết cơ thể mình có đèn báo hiệu hoàn hảo. Chị kinh doanh sỉ quần áo thời trang, chị nhập hàng từ nước ngoài và phân phối lại các cửa hàng hoặc là sạp bán lẻ trong nước. Những lúc rảnh rỗi, chị cũng muốn góp một cái gì đó cho thực dưỡng. Chị thường xuyên lên mạng tìm hiểu thêm về thực dưỡng và chia sẻ những bài viết về thực dưỡng. Chị nói ăn gạo lứt là cách rất tốt để giảm cân và giữ cho cơ thể cân đối. Thời gian đầu ăn gạo lứt khó khăn lắm, rất dễ bỏ cuộc trong thời gian này. Nào là xuống ký, da xanh xao vàng vọt, người khác đâu biết mình khỏe hơn trước đây. Khi bệnh là đến bệnh viện, cũng mất tiền, cũng mất thời gian. Nhưng bệnh không mất đi, sau một thời gian mà bệnh không thuyên giảm thì phải xem xét chứ. Sao không thử tìm một phương pháp tốt cho mình để trị bệnh? Chị công nhận là những người thực dưỡng luôn trẻ hơn so với tuổi của mình. Chị nói muốn theo thực dưỡng cần phải có tâm huyết, phải đọc sách, nghe đĩa và kết bạn với người đi trước. Như vậy mới có cơ sở và động lực để ăn tiếp. Bản thân chị nghe gần như hết đĩa giảng thực dưỡng của thầy Tuệ Hải, đọc nhiều sách về thực dưỡng và các bài báo về gạo lứt. Chị thích làm về thực dưỡng nhưng chưa hội đủ duyên. Chị muốn mở một quán thực dưỡng ở thị xã Dĩ An, Bình Dương, nơi chị sinh ra và lớn lên. Chị rất e ngại thực phẩm không tốt, chị không dám mua thức ăn bên ngoài. Chị chỉ mua ở nơi tin tưởng, chị thường sử dụng thực phẩm của Nhật. Chị mong mọi người nên ăn theo thực dưỡng. Cứ thử rồi sẽ thấy không đi làm sao tới được. Gạo lứt là rất tốt, ăn gạo lứt mới đủ chất, ăn gạo trắng không đủ chất được. Ha ha ha, 问什么的说